Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tách cà phê nóng cùng các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, truyền thông Ấn Độ ngày 20 tháng 7 đưa tin một vụ sạt lở đất do mưa lớn đã xảy ra tại bang Maharashtra, miền nam nước này, khiến ít nhất là 10 người thiệt mạng và gần 100 người mất tích. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban bố cảnh báo đỏ tại bang Maharashtra, đồng thời cảnh báo mưa lớn cực đoan có thể xảy ra trong những ngày tới. Vụ sạt lở đất xảy ra vào tối ngày 19 tháng 7 và ảnh hưởng đến 46 ngôi nhà ở khu vực Israel cách thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra, khoảng 60 km. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và giải cứu gần 70 người, trong khi gần 100 người khác vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mưa lớn buộc cho các trường học phải đóng cửa, gây ngập lụt các tuyến đường và cản trở hoạt động tàu hỏa. Nhiều vụ sạt lở đất khác cũng được ghi nhận ở bang Jammu và Kashmir, nơi một cây cầu bị hư hỏng, gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết lũ quét, sạt lở đất và mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người tại nước này kể từ khi bắt đầu mùa mưa vào ngày 1 tháng 6.